mừng các bạn đã đăng ký tham gia khóa học của Edwood Ultimate. Và hiện tại thì tôi đang rất là hào hứng để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy trong suốt 6 năm vừa qua với hơn 10.000 giờ tôi làm việc với marketing tìm kiếm, đặc biệt là Google AdWords. Và nếu mà bạn chưa biết gì về Google AdWords thì tôi thực sự chúc mừng bạn, vì bạn đây là khóa học duy nhất mà các bạn cần học để có thể làm chuẩn ngay từ đầu. Nếu mà bạn biết một chút về Google AdWords rồi thì tôi sẽ phải yêu cầu các bạn xem kỹ một chút, không bỏ qua bất cứ một cái phần nào. Bởi vì các bạn chỉ cần bỏ qua một cái phần nhỏ thôi thì nó cũng đã mất rất là nhiều những cái lợi thế khi mà các bạn cạnh tranh. Tôi ví dụ như là cách mà phân phối quảng cáo, các bạn phải để là tăng tốc chứ không nên để là chuẩn. Thì nếu mà các bạn đã từng biết Google AdWords rồi thì tôi một lần nữa tôi nhắc lại là các bạn phải xem kỹ để các bạn có thể là nắm bắt được tất cả những cái phần của khóa học. Và cái cách mà học Google AdWords hiệu quả nhất thì đó chính là thực hành, và các bạn sẽ phải thực hành liên tục. Tuy nhiên chúng ta sẽ không có phải là nghĩ là dành ra 10.000 giờ để chúng ta có thể là làm chủ Google AdWords, mà các bạn chỉ cần học những kiến thức này và thực hành liên tục trong vòng 100 giờ thôi thì các bạn đã có thể là trở thành tự tin, có thể nói rằng mình là một chuyên gia về Google AdWords. Ok, chúng ta đã kết thúc module thứ nhất và xin chào mừng các bạn đến với module thứ 2.